Xin chào mọi người. Chúng ta hôm nay sẽ trao đổi với nhau về một cái chủ đề trong chăn nuôi, với chủ đề nhỏ nhỏ trong chăn nuôi là cách phòng và điều trị bệnh E. coli sưng phù đầu trên lợn. Chúng ta biết rằng là cái bệnh E. coli sưng phù đầu là một cái bệnh cấp tính do vi khuẩn gây ra, nhưng mà nó cũng gây thiệt hại nhất định. Cái tỷ lệ thiệt hại nó phụ thuộc vào cái điều kiện chăn nuôi, điều kiện dịch tễ và cái khả năng phòng bệnh và quy trình phòng bệnh của từng cái trang trại. Là bệnh cấp tính, nó có thể là gây chết cho con lợn khi mà phát ra bệnh là có thể là từ 80 đến 100% nếu không được xử lý và điều trị kịp thời. Cái bệnh E. coli sưng phù đầu này nó có cái đặc điểm là, thứ nhất về lứa tuổi mắc. Lứa tuổi mắc thì nó mắc chủ yếu ở cái giai đoạn là cai sữa và sau cai sữa là 1 đến 3 tuần tuổi. Đặc điểm của nó là những cái con to đầu đàn nhất, những con to khỏe nhất, những con ăn khỏe nhất là thường hay bị mắc trước, sau đó nó lây sang những con khác trong đàn. Cái cơ chế gây bệnh của nó là cái con vi khuẩn E. coli nó có thể là tồn tại ở cái môi trường chăn nuôi và nó tồn tại trong chính cái cơ thể vật nuôi đó. Khi gặp cái điều kiện là có lợi cái thì nó sinh sôi, nó phát triển và nó gây bệnh, nó sản sinh. Cụ thể nó sản sinh cái độc tố, đó là cái ngoại độc tố đó, nó xâm nhập vào trong máu, nó làm thay đổi cái khả năng thẩm thấu của các vi mạch ngoại vi, những cái mạch máu đó, thì nó dẫn đến cái phù tại các cơ quan nội tạng trong cơ thể, phù ở ruột, phù màng trong ruột, phù phổi, phù khí quản, và đặc biệt nó có thể là gây phù não, dẫn đến chèn ép thần kinh, dẫn đến con vật có cái triệu chứng thần kinh. Cái đặc điểm biểu hiện ra trị cái triệu chứng bên ngoài đó thì là con vật là có thể là đi siêu vẹo, loạn choạng, phát ra những cái tiếng kêu khác thường và thậm chí là đâm đầu vào cái thành chuồng và chết một cách là đột ngột trong cái thời gian ngắn khi phát ra bệnh. Cái nữa là cái bệnh này thì là thường là con vật là nhiệt độ là không tăng, nhiệt độ là không tăng, nên là không sốt, không tăng. Một cái đặc điểm quan trọng của cái bệnh này nữa là đối với những cái bệnh khác thì là chúng ta là trong quá trình điều trị bệnh là chúng ta thường phải là làm sao đấy cho con vật nó ăn tốt, ăn nhiều để nó có sức đề kháng, nó có dinh dưỡng để nó chống lại bệnh. Nhưng đối với bệnh này, nếu chúng ta là càng cho ăn thì con vật là càng chết nhanh. Vì cái đặc điểm là cái con vi khuẩn đó nó sử dụng những cái chất dinh dưỡng, đặc biệt là đối với những cái con mà ăn khỏe đó thì nó sinh sôi, nó phát triển, thì cái khả năng là gây bệnh và cái khả năng là tiết độc tố nó ra càng nhiều. Vì vậy là trong quá trình điều trị thì từ cái đặc điểm đó thì chúng ta phải có những cái phác đồ điều trị và cái quy trình điều trị nó hợp lý. Cái thứ nhất, việc đầu tiên khi xảy ra bệnh đó thì chúng ta phải là ngay lập tức phải giảm khẩu phần ăn xuống, giảm khẩu phần ăn xuống 1/3 so với cái lượng ăn bình thường. Cái thứ hai nữa, chúng ta phải lựa chọn những cái loại kháng sinh có cái phổ kháng khuẩn rộng và có cái khả năng đặc trị đối với cái bệnh E. coli nói chung. Cái thứ tư nữa là chúng ta ngay lập tức là tách những cái con bị bệnh đó ra một cái ô chuồng khác, một cái khu vực mà để làm sao giảm tiếng ồn, giảm ánh sáng và tiêm cho con vật đó cái kháng sinh càng nhanh càng tốt, cái kháng sinh phổ rộng càng nhanh càng tốt. Thì với kháng sinh đó thì chúng ta có thể sử dụng cái kháng sinh là kháng sinh tổng hợp của tập đoàn Thuốc Thú Y Việt Nam. Đây là một cái kháng sinh đặc trị có phổ rất là rộng và đặc biệt là rất là hiệu quả đối với bệnh E. coli sưng phù đầu và những cái bệnh do là tiêu chảy hay là viêm phổi. Tóm lại là một cái sản phẩm là cực kỳ hiệu quả đối với bệnh E. coli sưng phù đầu nói chung và những cái bệnh ghép khác của trong chăn nuôi. Cái thành phần chính của nó thiamphenicol và oxytetracin ở cái hàm lượng cao. Thì cái cách tiêm là chúng ta tiêm một ngày một mũi và cái liều tiêm của nó là chúng ta tiêm là 1 ml trên 7-9 gram thể trọng đối với con lợn con, và đối với lợn lớn thì chúng ta tiêm 1 ml trên 15-17 gram thể trọng, một ngày tiêm một mũi. Đấy là chúng ta sử dụng kháng sinh tiêm. Cái kháng sinh thứ hai nữa chúng ta có thể sử dụng, đó là cái sản phẩm là pha FPD, nó là pha sưng phù đầu. Đó thì cái thành phần của nó là colitin và kanamycin. Thì cái sản phẩm này cũng là chuyên được bào chế để đặc trị cái bệnh E. coli sưng phù đầu và tiêu chảy hay là tụ huyết trùng. Đó thì chúng ta có thể sử dụng cái kháng sinh này, một trong hai cái kháng sinh này chúng ta xử lý. Cái đặc điểm quan trọng nữa đối với bệnh E. coli sưng phù đầu, cái con vật nó đang thường là thần kinh nó đang rất là hưng phấn. Cho nên là chúng ta phải, ngoài cái việc là tách ra một cái khu yên tĩnh, giảm ánh sáng, giảm tiếng ồn ra, thì chúng ta tiêm cho nó một mũi an thần. Mũi an thần thì chúng ta sử dụng cái sản phẩm là Antafan.
Antafarm này là một cái sản phẩm rất hiệu quả trong là xử lý những cái trường hợp vật nuôi đang có cái biểu hiện stress và hưng phấn thần kinh. Ví dụ như cái sản phẩm này đang bán rất là nhiều đối với việc xử lý những con vật, đặc biệt là những con nái sau khi đẻ, nó có một số con nó có hiện tượng nó cắn con. Cắn con là do là lúc đó là cái thần kinh nó đang hưng phấn, nó stress, nó không phân biệt được đó là con nó cứ vào vú là nó cắn, hoặc là con nó vú nó đau vú nó là nó cắn. Thì vậy là chúng ta sử dụng cái Antafarm này dùng để an thần. Cái thứ hai là cái Antafarm sử dụng rất hiệu quả trong cái việc là hỗ trợ điều trị bệnh sưng phù đầu đó, để cho con vật giảm cái hưng phấn thần kinh, là chúng ta sử dụng cái Antafarm này. Đó là về kháng sinh điều trị là chúng ta sử dụng như vậy. Cái thứ hai nữa là trong quá trình điều trị thì chúng ta có thể là lấy cái kháng thể E. coli về chúng ta sử dụng, chúng ta tiêm hoặc là cho uống ngày một lần. Đối với tập đoàn Thu Thủy Việt Nam hay là công ty cổ phần E. coli Nam Dũng hiện nay có cái kháng thể CNC anti E. coli thì chúng ta mua về chúng ta sử dụng. Cái kháng thể đó là để chúng ta cung cấp một cách kịp thời cái kháng thể để tiêu diệt cái vi khuẩn E. coli đó, hỗ trợ trong quá trình điều trị. Đó. Thế về cái công tác là phòng bệnh thì việc đầu tiên là trong quá trình chăn nuôi nói chung thì chúng ta phải sử dụng vaccine. Đối với cái bệnh này thì chúng ta sử dụng cái vaccine E. coli sưng phù đầu, hiện nay nó có đã bán trên thị trường rất là nhiều, vaccine nội có, vaccine ngoại có. Chúng ta tiêm cho theo cái liều khuyến cáo, thường là tiêm từ trong cái giai đoạn từ 10 đến 14 ngày chúng ta tiêm cái vaccine E. coli sưng phù đầu này. Cái thứ hai nữa là chúng ta có thể sử dụng cái kháng sinh để phòng bệnh. Ngoài cái việc sử dụng vaccine thì chúng ta sử dụng kháng sinh để phòng bệnh. Kháng sinh thì chúng ta sử dụng bằng cách là chúng ta dùng những cái kháng sinh dạng của đám mic có phổ rộng như là Famfloramic để chúng ta phòng bệnh cho con vật nuôi. Chúng ta trộn vào thức ăn hoặc là nước uống để phòng bệnh nói chung, trong đó có phòng bệnh là E. coli sưng phù đầu, phòng bệnh cho con mẹ và phòng bệnh cho con khi con nó đã tách mẹ, nó đã tự ăn thì chúng ta có thể trộn thức ăn cho nó ăn. Đấy là cái cách phòng. Thứ hai là phòng về kháng sinh. Đó, phòng về kháng sinh. Đối với những trong quá trình điều trị thì chúng ta biết rằng đối với cái con nó bị nặng, thì chúng ta có thể là thậm chí là chúng ta là ngoài cái việc là chúng ta giải quyết những cái vấn đề như tôi vừa nói lúc nãy. Tôi vừa nói về cái về việc là dùng kháng sinh, về việc dùng kháng thể, quá trình phòng như thế nào. Thì những con bị nặng thậm chí là chúng ta dùng cái giải pháp là chúng ta chặt một ít là cái đuôi của nó, dẫn đến cái việc là nó giảm bớt máu ở trên não nó xuống thì có thể cũng sẽ cứu được. Nhưng mà đặc biệt là đối với những bệnh E. coli sưng phù đầu, những con nó bị cấp tính rồi mà chúng ta không xử lý nhanh, không xử lý kịp thời thì những cái con đó là rất là khó có thể là điều trị. Đó, thế thì là chúng ta có thể là xử lý cái bệnh E. coli sưng phù đầu như vậy. Trong cái bệnh E. coli sưng phù đầu chúng ta nhớ một điều quan trọng nhất là thứ nhất phải xử lý kịp thời. Xử lý kịp thời bằng cách là giảm khẩu phần ăn. Giảm khẩu phần ăn là một cái điều kiện quan trọng. Cái một trong những cái điều kiện kiên quyết là xử lý cái bệnh E. coli sưng phù đầu khi xảy ra nó có hiệu quả không. Nếu chúng ta để ăn bình thường thì là chúng ta càng cho ăn thì con vật càng chết nhanh. Cái thứ hai là dùng thuốc kháng sinh phổ rộng như là kháng sinh tổng hợp hay là kháng sinh pha SPD này. Chúng ta tiêm một ngày, tiêm một mũi. Cái thứ ba là sử dụng thuốc an thần để tiêm hỗ trợ. Đó, sử dụng thuốc an thần để tiêm hỗ trợ. Đó. Kết hợp với việc là tách ra một cái khu vực là giảm ánh sáng, giảm tiếng ồn, giảm khẩu phần ăn. Đó là bốn cái vấn đề quan trọng nhất để chúng ta có thể xử lý cái bệnh E. coli sưng phù đầu một cách hiệu quả. Còn phòng bệnh thì đương nhiên là phòng bệnh bằng vaccine, phòng bệnh bằng kháng sinh, phòng bệnh bằng cái việc là môi trường chăn nuôi an toàn sinh học. Đó là cái điều kiện quan trọng để xử lý cái bệnh E. coli sưng phù đầu. Phòng những bệnh khác, nâng cao sức đề kháng cho con vật nuôi thì cũng là một cái điều kiện để phòng bệnh nói chung và phòng bệnh E. coli sưng phù đầu. Đấy là một cái thông tin nhỏ nhỏ để chúng tôi có thể trao đổi với các bạn về cái vấn đề là cách phòng và điều trị bệnh E. coli sưng phù đầu một cách hiệu quả. Xin cảm ơn mọi người.